chào tất cả anh em cùng đam mê. Thì hôm nay được buổi nắng khá là đẹp sau hơn chục ngày quê mình có mưa anh em ạ. Thì mình đến khu vườn này này, có một đàn trào màu cũng khá là đông. Thì mình sẽ mời anh em đi theo mình vào đây để xem có clip về bẫy chim hôm nay không anh em nhé. Đấy, đang gọi tốt rồi. Nếu mà ở đây mà đàn thì nó số lượng nó đông này, thì nếu mà được con nào tố chất thì mình sẽ, giả dụ như có được thì mình cũng bắt để chia sẻ cho anh em nhé. Còn chỗ nào mà ít quá thì mình mới ấy lại thôi. Đấy, đàn anh em thấy nó gọi đông không? Rồi, mời mọi người theo mình. Ui, trong này mưa quá, nước nó vẫn ngập này anh em này. Đấy, anh em thấy nó kêu kìa, nó hót chưa? Rất là nhiều luôn, bỏ cái này ra. Mọi người để đợi mình này. Đi này, hỏng rồi. Đây, chim nó đang gọi này. Con mồi mình này. Đấy, đằng kia nó giạt đằng kia rồi. Anh em theo mình nhá. Đây, mưa này. Ngầu lắm rồi, hôm nay mới lại được cảm giác trải nghiệm đi chui rốc cái lời hoang vắng như này để xem chim mồi đấu mới bổi mọi người ạ. Đây, nó ở chỗ này luôn. Thì mình sẽ treo ở cái đằng kia. Đấy, mồi mình đã đấy, bắt đầu đến đây là đúng đàn rồi này. Đấy, mồi đang gọi này anh em này. Đấy, đang sục rồi. Đấy, nghe thấy tiếng rồi đấy. Có con đấu lại rồi anh em ạ. Rồi, thì mọi người đợi mình. Đấy, đây, đây. Chị này này, xua xoan kìa cũng có kìa. Chim khá là to luôn. Ôi. Mấy con luôn này mọi người ạ. Đây, đang quả xoan trên đầu mình này này. Đấy, một đàn luôn. Anh em theo mình. Đây. Đấy, đây, anh em thấy đàn chưa? Đấy, nó bay đấy. Rồi, mọi người đợi mình nhá. Mình sẽ treo ở đây. Và hy vọng sẽ có buổi tố chất để chia sẻ cho anh em. Chỗ này vẫn còn khá nhiều anh em ạ. Thank you.
chế xong rồi anh em ạ. Quá nhanh luôn. Rồi. Ui trẻ. Mồi vẫn trẻ này anh em này. À có con chích trẻ. Rồi, xong rồi. Còn trọng nó vẫn quét cả xét dọc à, thì ra là sẻ quạt anh em nhé. Xin chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo. Đây còn con mái. Rồi. Chòe.